có nhà hay cơ cha. Cơ cha nhì lệnh dân lệnh niên cầu nhị sở hồng. Sở hồng. Vì cá hay sập xây tiền sẵn phán cho nhà hồng. Cái này gắn có thể lãng là xí. Cơ cha dành chung hồn là xí. Ngồi dành chạy thân là xí hồng. Sở còn nếu có thể dành liệu cái hạ nhì lệnh cầu niên sập dân nhị sập xây hậu lệnh sẵn. Phát sáng của cái bác hỏi của cái hiếu tán cú ý xong hỏi ổn của ổn chẳng mạnh. Cả nên cái yêu cầu này thì còn cái ý sạch phải nghe phát nhìn là chẳng có. Cả nên cả nên cái sửa hạ của cái cụ chẳng. Sau tiên này còn hay ổn phát triển này thì còn hay lên cao niên xã nhị xã xã hậu. Này hay tí nhận hay bác hỏi không? Này lẻm cho nhà, này lẻm cho nhà, này lắm á nhà. Đó là đóng một cái nặng. Này còn đại sao đấy? Hả? Ai phải ngồi kéo cho nằm không? Hả? Xem mấy gì không? Thiền Châu. Thiền Châu không? Ừ. Thì bác hỏi chú mấy gì? Sau cho vậy lãnh tổ lại mềm lại. Sau cho vậy lãnh tổ hòn. Ừ. À. Khói chị này cái cha mấy sầu tôi bác hỏi. Thầy cái đó chung sầu á, rồi đó đi. Ừ. Thì tôi bác hỏi con sầu, các mẹ này cái cha hay là bên đây bác hỏi tiếp bên tiền phong sáu tiền phong cái tiền phong này tiền phong sáu tống tống sĩ sáu hậu giờ cháu ai tiêu phong cái sáu cái tiền của đệ anh ấy tặng như vậy tặng cái sáu hậu à mà tặng cái sáu hậu giờ cháu các bên đấy học cái sáu hậu vậy sinh tổ hoàng chứ học học bên đây thì hay bên đây nên làm cái bên đây một điểm mình nên cái mình hàng 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 hả một điểm cái hàng hàng mình có tại điểm mà hàng kia nên cái sáu các bên đây thì làm cái hay bên đây hàng cái á bên đấy hàng cái thôi hàng cái ok cái chuyện đấy tống tống nhật hàng đấy kia chú pha hàng nghe giờ hàng đó tăng đông nước sầu ta thì mà hàng tăng đông nước sầu hay mấy sầu là cái lục số tiền chống sầu tăng như ta thì mà hàng nên cho chị mười sáu thì sẽ bạc lẽ chị mười hai mấy hai bên thì bao nhiêu à dòng mỗi cho phun mỗi âm à dòng mỗi giờ phun mỗi cái lượng cái hai bên thì bao nhiêu một thì ta thì cái thao đời chuyên hai xây ngầu kéo cơ mà. À, đúng rồi. Xây ngầu kéo phao thời chuyến không? Ừ. Ở dây dần mới ở dây mới nhá. Là phun mới. Phun mới hả? Ừ. Ta thì mà hàng cái chất gì mới nhỉ? Chất sạch bạc. Chất sạch bạc. Ừ. Có mấy cái lẻng cái chất lại mà? Chất lại à? Chất lại có mấy cái chất... chất đồ bia tỉ bóng sạch bạc. Cái này á, ấy sẵn lấy tầng hồi thì tầng hồi thì ở thầy cá thầy kinh hoa chứ tao ấy sẵn lấy mấy cậu sẵn lấy tầng lấy thiên em á mấy mũng bá mấy cà lấy đi sạch bạc. Ờ. Sẽ lấy phản đi. Sẽ lấy phản là sầu thì chở hàng cao. Ờ. Vậy. Ý các ông bà ta hạ cho hâm cháu đi. Cảm ơn thầy cái sẽ lấy phản là tí nhận đó. Tí nhận thì đó là cái... Này lắng cái hàng thôi, cho chân nào có thể hàng cái này cá, hàng đó chân nào mà cháu có thể lắng cái xá. Thì sáng cái xá? Ừ. Cái mẹ nè? Cái mẹ ta, bữa ta mẹ hàng có thể ở thỏa sầu của xá. Phải gắm ta hình này, ta thì mà bị kỳ có ai thường, ai thường, phải... Ai... Ta thì mà chính ta thì mà cái bên này, còn ai cái ai nằm ở ta chỉ có được. Nằm á nhá? Nằm vàng. Nằm vả? Nằm vàng. Nằm vàng nằm á? Cái mẹ kỳ tiền xong rồi? Xem lại á. Tôi nói anh này nó đi, anh ấy thấy kim miền đó. Thì sao lấy kim miền? À, có khi thỏ sợ cô ấy, có hàng có thể cắm miền gì không? Cái chị kia tính hay á? Ừ. Cái chị kia tính hay, cắm miền này, có cho anh này chịu, này giờ lắm ở nhà hay? Cắm miền ngồi chị kia hàng thỏ, cứ nên cho cắm miền gì? Có lẽ mới chạy hải ngang ngang này còn còn giấy là xăng, xong hay đang dẫn hả mà? Đang dẫn nó đang phốn không? Xăng phốn không? Ừ. Này hay xăng mấy không? Đang xong rồi. Này xong mấy miền gì? Nó xong khải lệnh. Xong khải lệnh á? Xong khải lệnh, này hay hâm cháu với nhà. Hả? Hâm châu? Hâm châu lúc một cái xá cọc xinh. Xá cọc xinh à? Xá cọc lò dì xinh. Ồ, xá cọc lò dì xinh rồi. Cái này cơ chứ. Cái mày hay đâu thỏa sầu cô này hay nữa hay mở? Dạ, không có mấy gì đâu. Hay cơ sầu hay nấy chân cố hay chơi hay nấy chúng nhỉ? Mà hay nấy xuồng mùa mà chân cố rồi mình nhầm châu, nấy sầu lò dì xinh. Ờ, tông xì tới nấy dầu kỳ tốt nhận? Tại cái đấy đâu, rất kỳ cho nhận. Rất kỳ nhận nổi con ý. Nổi á? À. Nên ngay mời gọi giờ lẹo mới chạy ghi hậu mì hay mới lắm. Hề, nên chạy ghi chơi. Chạy báo niệm mà sáng giờ mới chạy lắm. Ừ. Trường dẫu mà. Dẫu kỳ đá dẫu à. Thì dẫu kỳ đá mới chạy mà. Dẫu lết chơi. Lết chơi à. Ừ. Sư tâm mà. Mùa sư. Cái này phụ gắm ta sẽ kế mở.
吹啦，对啦。今日你哋唱了歌又唱到咩时候？关两点几钟时候啊？到两点几钟喂？唱到两点几钟，唱两点几钟咧？今日又有去边啲？我哋大家咪喺一齐食晚咯，去到山中路红记，红记呢啲晚食咯。係食咗晚，係你食咗晚嘅時候，你哋四個人嗌同一首歌咧，係幾多隻人出來？係有兩十隻人咯。兩十隻人都出嚟啊？包括你生妹仔添喎。係啦。你講啱咧，仲有妹仔冇？有隻啊。有一隻。嗯。咪四隻妹仔咯。四妹仔啦。今日又到嗰只培根得來冇？來啊！咪大家咪攞我哋一齊嘛。一齊去到紅記呢係嘛？食條嘢。食未？我哋自家冇食，有幾多人？你哋幾家係乜人？我哋四家咪食咯，好多咪食，我等阿哥俾到你嗱啲人。你四家係乜人啊？乜人？咪攞啱咯，潘妹咯，楊妹人咯。潘妹、楊妹，包你咪擔住咯。攞附近得嘅大家，哥俾到你嗱啲，你嗱啲人啲食嘢啊，等我哋咩咧，啲醋啲蛋羹嘅咯。哦。跟住嚇，包潘妹咯，楊妹你家講飲醉啊，咪就去瞓定揾時間咯。哦。咁我跟落去，跟落去，跟落你家食去，咁附近得嘅，跟落我哋行，附近得跟我哋一齊行。啊！嗰下大家咪有幾遠嘅？嗰三隻蝶子嘅時候，佢聽見咯，我哋講話咁先。佢問我哋，問我哋冷下邊咧？我哋冷下問題冇時間。佢聽講話有次次洗成頭咯，嗰冷嘢冷到嘅，佢話你洗成冇？佢話我冇係，我咁走。嗰冷嘢你冇冷，佢話你咁走，咁真你講埋講次洗成頭，佢冇係。咁你拖到嘅時候，咁我行埋嘅嘛，做咩個？連你走喎，我走；連你打喎，當我走嘅，我行嘅時候，佢一兩隻嘢，嗰邊嗰陣間啲師師，我唔知有咩情況，嗰陣佢等得扯到佢想走嘅時候，佢話：我哋兩家走唔走？我哋兩家企定，我哋兩家咪走咧，攬只地址嘅時候停，最停緊多時候，嗰搭做嗰檔嘢係啲啱一包五一包六，唔識唔行唔識咩名字，咁過山嘅時候，嗰出嚟停咗嗰檔嘢。如果當然大佬幾件嘢煮唔緊得咯，咁咪大家煮嘅煮成一齊成嘢煮咗咁先，個位呢位上呢打上我走咯。你做咩走？阿培根德打電話喊我走尋嘅咯。培根德打電話喊你尋嘅，喺邊個地方尋嘅？大家一單咗唔了咁先，咁其他地方都離後遠咧，一大家行慣咧，要尋嘅時候三五分鐘嘅時候。佢今日你喺冇咯，喺尋培根德冇咯。會啊。哎，就咁啦，过两妹仔呢？两妹仔咪得翠祥咯。翠祥诶。翠祥做咩？你后你知道冇咯？我乜嘢我知道。跟你搵培根得呢？搵培根，我哋两家一齐咁样，安尼等咯。咁行咁，听讲佢打电话时候，佢都拎我听。我听我哋去到呢，佢讲手机冇电咧，佢听佢讲咁打电话喊人家咧，喊人家嚟打交，都我冇使女打翻我个。但係個打聲都唔識打聲，都我唔聽住，都我唔多問嘅。佢打電話？嗯。佢打電話喊人家嚟打交係嘛？嗯。佢打電話喊人家嚟打交。啊。佢個喊打聲嘅都係冇打地機。嗯。佢打俾乜人你冇知道？我唔清楚啊，我唔多問你啊。哦，聽到佢喊。冇聽，我到呢聽佢講。聽佢講。係。聽佢接電話上講係冇？冇，我到呢冇已經佢電話講到電咯。你話講，即係講你到呢時候，你冇係聽到佢正在接電話，而係呢佢自己講，佢撚你講，叫喊人嚟打交，打聲嘅都唔好打自己。啊，咁。要講，咁我哋嗰啲咪坐凳度，都會拎個電話打你俾楊妹嘅時候，佢問我佢人家住住邊咧，我話佢人家都住呢，咁我喊佢人家行開，我有人當呢斷，我就唔肯，都我話唔識，我咪喊。唔係打電話嘅，人家行我，人家都人家冇行，人家都前呢度。嗰散嘅時候，大家通電話，我有電話打電話俾我，問我哋人家先咧，我哋啱過喺先咧等嘅。咁我哋而家行，我哋而家行到行福街呢，啲人搭車行到紅島灣，跟大家咪一齊喺紅福街呢開放時間咯。哦，一齊啦，係嘛？一齊啊！佢當時係佢培根德散你嘅電話打嘛？嚇？培根德係用你嘅電話打嘛？陪緊用我啱我電話打俾葉妹喎。係你打個。嗯。冇係陪咁多。冇陪緊都冇得啱我電話。冇得啱你電話，啱過冇？冇啱。冇啱過。電話即係幾時都喺我身邊。哦，即係講呢係你啱電話打俾葉妹，喊幾過來係冇？嗯。喊幾過來睡覺。嗯。咁陪咁多呢就，佢就講佢打。係打電話喊人家嚟打傷人家，即係個喊人冇打自己。
大家一直都都全年老年仔喺身旁。係啊，我哋攞喺身邊。今日你兩家就行去行邊啲？我哋兩家咪一直喺山上面，一直行，一直咁工程嗰啲就直直行過幸福街嗰行。行去幸福街邊只禮社嚟個？都冇記得。今日見兩妹仔仲過來冇？咩時候過來？過來啊，係。有幾多隻人過來？我哋六隻人。六隻人，你兩隻，仲有兩妹仔冇四隻咯？仲有兩男。仲有兩男，咁兩男係乜人嚟個？冇識。冇識係冇？冇識。係參加打交啲人冇？冇，依唔參加打交。嗰啲人有冇係參加打交？有冇係過生日嗰班人？攞我哋一齊做任務。哦，攞係咩堂手工呢個係嘛？一出嚟個，有兩人，就啲嗰只幸福街嗰啲乜嘢禮事啲過夜，咁你過夜一時大概幾點鐘啊？你大概幾咩時間啊？我大概四點鐘啊，大家都講。四點鐘啊，咁你一直陪緊都冇離開過你？冇，我哋兩家一齊啊。一齊，咁你到咩時候呢？到咩時候你就離開呢？早上八點鐘我離開。早上八點鐘離開啊？你離開嘅時候陪緊都喺邊啲？咪全咧旅線咧。哦，你佢離開你喺邊啲？落喺我咪行到蘇記，我哋到蘇記市場幾搭車回啦。到乜嘢嘅啊？到夏文站嘅啊。夏文站咧搭車回啊。係啊。後面嘅事情你仲清楚嗎？就後面事情我冇清楚嘅，今日我回嚟講回嚟新嶺入，唔敢兜佢回來，唔敢兜佢回嚟過飲酒冇錯。佢等完當當日我見到佢喎。嗰啲人。我第二日生日，又唔會翻聲我話，陪咗多病人做，所以我乜嘢唔知道，佢話幾時情況大啲唔知道，我喺求我真係我喺求咩事情我唔知道，佢又唔會翻聲咧俾我咁先，佢陪緊多病人做嘅，我唔知道。哦，佢嗰啲係嗰啲地方係西牛腳炮台村係嘛？大坑嘅大村咧？大村啊！乜人屋企嘅呢？我唔識。人妹屋企。人妹屋企啲，嗰啲二樓啲嗬。等等，補充下。你嗱陪緊得之間係有冇有嗰只咩親戚關係啊？大家朋友。朋友係嘛？冇有咩親，冇有咩親戚關係哦。第二隻問題哦，即係講你講嗰晚陪緊得，上呢個時候佢手機嗰晚手陪緊得個手機有冇有即係用接有冇接手機啊？係啊。充電個八電池即係充電。八電池即係充電。你手機有啲電未有？啊！問到間旅社，我直接啲萬能充電器充電。哦。啊，有咩問題？